Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em, Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một khách hàng mời thuốc để giao lưu với anh em. Qua sử dụng có và có mấy con niêu. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chứng khoán đủ free ship, hai có cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị cho 1 triệu giùm em và phí cốt anh em 2 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship, và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Anh em có cần vấn đề gì liên quan thì Shippo hay là chốt hàng hay là cần tìm kiếm những vấn đề gì đó thì anh em cứ nhắn vào số Zalo của em, đây, số Zalo chính của em không? Thì em sẽ liên lạc cho nó dễ hơn. Còn anh em nhắn trên viết trên cái YouTube đó thì em ít khi nào lên lắm. Em đăng bài xong là xong rồi thôi. Nên có thể là có trả lời chậm chảy anh em. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Đầu tiên em có một con Slim, một thuốc, một con Slim HB 79 nha anh em. Bên hai bạch tinh hoặc bạch sắt ha, qua sử dụng và nó có cấn nè, lề lối đẹp, con này lớp rơm thì nó còn khá đẹp, 79 có cấn kim thôi chứ không có cấn mớp gì nặng nha nè, 7x ha. Chúng đời nha. Sơn rồi, cộng 2. Hôm nay đi chơi không sơn mới. Nó có vài điểm chốc sơn nha anh em. Con này để trưng bày nhìn phía trước thì cũng khá đẹp, sử dụng cũng khá ok ha. Đây nó có vài điểm chốc sơn rồi. Bánh bén. Để trưng bày thì nó cũng đẹp, nhìn nó cũng hay hay. Ruột 02 trùng. Nguyên xin chưa sửa chữa ha. Đây, chủ đề của một cái bình xăng giai đoạn 98 tới 202. Mã số 2. Chủ đề này mà nó không chốc sơn nhiều á thì những cái chủ đề sưu tầm của bình xăng á nó cũng giá cũng cao lắm nha anh em. Nó cũng là một dạng sưu tầm á. Đây một em
lem chủ đề về khủng long. Nó cũng có một set, chủ đề này cũng có một set. Mà cái nắp trên nó có em thấy là có cái keo cũ của có keo cũ dán lại rồi. Em nghĩ là nó bị rớt cái là cái nắp rồi. Qua sử dụng ha, nó cũng có té nhẹ vuông vuông góc này. Em lem chủ đề này là zin nha anh em. Em lem cái chủ đề là zin ha. Nhưng mà cái có cái keo dư keo ở đây nè, em nghĩ là sẽ được dán lại nha. Vì có thể nó bị rớt. Bị rớt là chuyện bình thường thôi ha. Nói chung tổng thể là nó cũng khá ok đó nè. Nó có dăm kim xước nhẹ hơn. Và có té nhẹ, vuông góc nhẹ chứ không có cứng mớp nặng. Đây có dây dẫn kim ha. Màu rơm cũng khá ok. Này bỏ tép âm đi, không có âm đâu, bỏ tép. Ruột cũng nhìn kỹ là 93. Ruột nhìn kỹ là 93 nhưng mà nó hơi mờ nè. Nhìn chuẩn là 93 luôn á ha. Chưa sửa chữa luôn nha. Con nào sửa chữa thì em sẽ báo cho anh em. Sửa chữa thay thế thì em sẽ báo. Hay là có vấn đề thì em sẽ báo cho. Này nó cũng có chủ đề một set này nó có mấy con. Có nằm trong set. Số 3. Chủ đề về chim hòa bình. Kia. Sản xuất năm 95. Cái dòng này nó có hai loại mạ, một loại là mạ sapphire xanh và một loại mạ titan. Con này là mạ titan nè anh em, con này được mạ titan. Sản xuất năm 95 ha. Qua sử dụng và cũng có dăm cấn. Có dăm cấn nhẹ. Tùng 5 95. Chưa sửa chữa ha. Con này mã titan. 500 luôn. Có một con HB 84 ha anh em. Con này qua sử dụng và nó cái lề dưới nó bị rớt, đã hàn chì lại nha anh em. Còn lề nó là lề zin nha. Đây nó có dăm xước ha, nó có dăm xước ha. 84 HB và lề nó đã bị lề dưới nó bị rớt, đã hàn lại nha anh em, đã hàn chì lại ha.
Còn đây là lề zin của nó luôn. Rồi con này thì nó cũng khá ok, bánh bán. Có xước, có dăm nhẹ. Anh em lưu ý là lề dưới đã hàn chì lại ha. Nó lề nhưng mà lề là lề zin của nó. Ruột nó đi là ruột hai mặt chữ. Ruột nó đi ruột hai mặt chữ nha anh em. Xem như là ruột thì 7682, giai đoạn 7682 ha, vỏ thì 84. Và cái lề dưới nó bị rớt hàn lại. Con này em để đó, mềm mềm để anh em mồi thuốc. 650. Lề dưới hàng lại nha anh em, nhưng mà là lề zin của nó nha. Ở đây có một con rẻ nè, hôm trước tới con kia lên nhiều anh em hỏi qua, em có cái dư cái vỏ nè, xem như em lề cũng đã thay ha, đã thay lề khác. 96. Mà cái này thì cái ruột của nó thì lưỡi gà với búa cam nó còn ngon. Ruột trùng, bánh xe đã thay nha. Ruột về vệ sinh sạch sẽ rồi, spa sạch sẽ cho anh em luôn rồi. Con này thì cao hơn xíu, cái gì nó cũng có giá trị riêng của nó nha anh em. Con này thì em tính 300. Còn lưỡi gà zin với lại búa cam zin. Con này thì đã thay lề và thay bánh xe. Thì anh em muốn sử dụng để mà mồi thuốc thì vô tư. Ba sĩ. Rồi anh em chơi thì chơi. Tình trạng là thay, đã thay lề và thay bánh xe. Cam với lại lưỡi gà là zin. 300. Chủ đề thì full nắp có limited. Nói chung là em mồi thuốc mà. Đây em là cái con này thì một con rep 32 đời đầu 8889. Được cắt full rộng. Xả rơm cắt full rộng. Thực khách tại Việt Nam nha anh em. Đây mặt origin ha. Khá đẹp. Rất là đẹp luôn. Mặt origin mặt đời đầu. Chung là cũng có để cho nó đúng xíu. 88 rộng. Khá đẹp.
rà khá đẹp luôn. Em có một cái đồng hồ Zippo dạ quang nha anh em, mặt này mặt xanh navy, mặt màu xanh xanh navy chủ đề quân đội, và mấy cái kim, mấy cái cột số là dạ quang. Cái dây này thì nó hơi xấu, thì qua sử dụng cái dây nó hơi xấu, anh em về có thể là thay dây. Đồng hồ 594 à, chuẩn đồng hồ xin hãng của Zippo nha anh em, và nó hiện đang chạy bình thường. Đây. Em giao lưu cái đồng hồ này 450, anh em về ở thể thay dây đây, đồng hồ thì chạy bình thường, cái dây nó hơi xấu. Bao chạy đúng giờ luôn, 2 4 6 7 8 4 50. Đấy loại hởm mà nội địa Mỹ, tình trạng new có bút, và chủ đề nó được khắc laser, được khắc laser tại Việt Nam. Đây là những cái huy hiệu của các lực lượng tham gia trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. Tình trạng là new nên không có gì mô tả thêm, mà chỉ có cái chủ đề đó là được khắc laser tại Việt Nam thôi. Cuộc trùng năm 2020, cái này là em chưa canh chỉnh cốt lề lại nên anh chốt thì em canh chỉnh cốt lề cho anh em ha. Còn anh em muốn để yên thì nó cái thường cái dòng nó hơi lỏng với cốt lề. Đây, 2020 chủ đề được cắt full nắp. Trạng new nha anh em, 6 8 9 4 50. Này anh sẽ hấp nhiệt ha. Những anh em mà chơi cái dòng chủ đề về những cái địa danh đó thì thêm con này vô là khá ok. Đẹp ở mặt trước rồi cũng đẹp, em thấy nó đẹp quá. Có xước nhưng mà xước tơ nhẹ nha anh em. Cái dòng HB này nó có bảo quản. Sao cũng đẹp. Sáng
chưa có xước mà. Cục trùng năm. Của nó đây, anh em cũng có thể để chân bạc sưu tầm để nhấn chính giữa. Tem bọng này nó sẽ tính điện, giấy tờ đầy đủ, full tem 99 ha anh em. Số 11 này là 850 để anh em có thể trưng bày. Đây. 850. Rồi em lên một con tàu chiến của Nhật. Không, con tàu chiến của Nhật ha. Được các ăn mòn riêng hãng nha nè, sản xuất năm 93. Giai đoạn đầu 9X này thì chất lượng nó khá ok hơn 9X sau này. 93. Các ăn mòn đổ sơn riêng hãng. Phơm 93 luôn anh nè. Này là trùng 5 tháng luôn rồi đó. Cái phơm này là cái phơm 93 rõ ràng. Mà giai đoạn này nó hơi mờ nè thấy không? Chứ cái phơm này là phơm 93 nè thấy không? Ít nè. Y chứ nè. Cái phơm này phơm 93, nhìn vô là biết phơm 93. Rồi tình trạng nêu coi như là ruột trùng 5 tháng ha. Cái này ruột trùng 5 tháng nè, 93 này, 9X giai đoạn đầu, 950, bút nhựa, mã 12, 950. Ha.
rách xước hai mặt. Ruột trùng 5 tháng A14. Nguyên tem luôn. Con này khá đẹp đó. Còn như là mặt trước thì không sao rồi đó này. Tại vì nó có emblem mà nè. Mọc ngược ha. Bao xước luôn. Con này bao đẹp luôn á nè. Và còn nguyên tem luôn ha. Chưa mất chinh gì cả. Quá đẹp. Nói chung con này hoàn hảo cao. Không dám hứa là 100% nhưng mà phải 99 phết hơn. Rồi 2000. Kiếm một set đẹp về khó. 2 triệu. 2 triệu anh em. Rồi em xin cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn rất là nhiều. Lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.